Vâng, em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Trong cái phiên bán hàng ngày hôm nay thì em sẽ lên những cái giò cáo rất là đẹp gửi tới các bác. Những ngày vừa qua thì các bác hỏi em nhiều cáo quá cho nên là hôm nay em sẽ lên cho các bác mấy giò đẹp nhé. Đây là một giò cáo chuẩn rừng Lai Châu nhé các bác nhé. Chuẩn rừng Lai Châu, toàn cây xếp đẹp thôi nhé. Toàn cây đẹp. Đấy, một cái giò như này, to như này nhé các bác nhé. Một cây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây, cả to cả nhỏ là 8 cây nhé các bác nhé. Chuẩn rừng Lai Châu nhé. Đấy, chuẩn rừng Lai Châu. Cái này có giá là 950.000 nhé các bác nhé. 950.000. Đây, cây toàn cây chất lượng này các bác này. Xếp này. Đấy, cây toàn cây chất lượng này. Đấy. Rất chất lượng nha các bác nhé. Toàn cây xếp thôi. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo. Đấy, giò số 2 nhá, cáo số 2 nhá các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. 8 cây này thì nó to nó đẹp hơn nhá các bác nhá. 8 cây. Đấy, các bác nhìn này. 8 cây rất là đẹp luôn, toàn cây xếp đỉnh. Đấy. Những cái cây như này thì nó cũng đang có lụ ở đây này các bác này. Đây này, cái kẽ lá này lụ đây nhá. Đấy, cái lá lụ đây em cho sát ở cho các bác nhìn này. Đấy, nụ này. Đấy, cái cây bên này cũng đang nụ rồi. Nói chung là có mấy cây nó đang nụ rồi các bác nhé. Đấy, dân người Mông người ta trồng cứ toàn dây người ta buộc. Đấy. Giò cáo số 2 có giá là 1 triệu nhé các bác nhé. Cáo số 2. Cái này là cáo số 2, 1 triệu này. Cáo số 3 nhé các bác nhé. Cáo số 3. Cái này thì có 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây này thì to nó đều nhau. 5 cây này to đều nhau nhé các bác nhé. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây này các bác này. Em nói thật các bác, những cái dòng cáo này thì em lấy của dân người Mông người ta trồng về. Em chưa biết mặt hoa. Đấy. Chưa biết mặt hoa. Đây. Các bác nhé. Cái này các bác hơi khó nhìn. Hơi khó nhìn. Để dí sát vào các bác này. Nụ xanh ngắt nhá. Nụ xanh như này không biết là nó ra cái màu gì nữa. Vì cáo Lai Châu thì thường thường nó rất hay sổ được những cái mặt hoa đẹp nha các bác nhá. Nụ xanh, cực kỳ xanh nhá. Đấy, đây các bác nhìn rõ nhá. Đấy, có một cái nụ này rất là xanh này. Đấy, 5 cây nhá, cây này đang nụ nhá, cũng đang báo nụ. 3 cây có nụ này. 3 cây có nụ này. 4 cây có nụ nha các bác nhá. Nụ rất là xanh nhá cái dòng này. Đấy. Cáo số 3 có giá là 1 triệu mốt nha các bác nhá. 1 triệu mốt. Nụ rất là xanh. Đây, tiếp theo lên cho bác cái những cái vảy rồng lên nhá các bác nhá. Vảy rồng. Cái này thì nó đang nụ đây. Có giá là 150.000 nha các bác nhá. 150.000 vảy rồng. Kim Điệp Xuân nha các bác nhá. Kim Điệp Xuân cũng 150.000 các bác nhá. Kim Điệp Xuân hoa cực kỳ thơm. Hoa thơm như mùi mật ong ấy các bác nhá. Cực kỳ thơm. 150.000 Kim Điệp Xuân. Đây, tiếp theo lên cho bác cái giò gà đây. Hoa đây. Hoa rực rỡ rồi. Giò gà mã số 4 nha các bác, B4 nhá. B4 có giá 200.000. Một cái giò gà như này nhá các bác nhá. Có giá 200.000 cho mã B4. Giò gà tiếp theo, hoa đang rực rỡ nha các bác nhá. Trồng trên cái trụ giớn. Mã số 88 có giá là 280.000 nha các bác nhá. 280.000. Một cái giò gà như này, đùi gà tròn của Lai Châu. Đấy. Rất là rực rỡ luôn các bác ạ. Hoa rất là đẹp.
Đây, em lên cho bác cái giò gà này nhá. Giò này em lại chưa đánh số các bạn. 350. Đấy. Đấy, cái giò gà không số này có giá 400.000 nhé các bác nhá, một cái giò to như này nhá. Có giá 400.000 một cái giò gà không số này. 400.000. Em lên cho bác cái bảng hạc vĩ nhá. Hoa đang rực rỡ. Một cái bảng hạc vĩ như này nhá các bác nhá. Hạc vĩ 200.000 nhá các bác nhá. Hoa đang rực rỡ này. 200.000 cho cái bảng hạc vĩ này nhá. Trầm hồng. Trầm hồng nhá các bác nhá. Thơm cực kỳ luôn. Đấy, cái trầm này, trầm hồng này, mầm gốc đang ra rất nhiều, siêu mầm gốc luôn này các bạn, nụ đây, nụ đây vẫn còn nhé. Đấy, trầm hồng nhé các bạn nhé. Mã số 11 có giá là 220.000 nhé các bạn nhé. 220.000 trầm hồng, 220.000. Cái này chưa đánh số nhỉ. Đấy, kiểu mỗi gà mà, có mỗi giỏ kiểu mỗi gà. Đây các bác nhá, một cái giò kiều vàng nhá, mấy chục kiều vàng của Lai Châu nhá, mã 14 có giá là 700.000 nhá, siêu nụ nha các bác nhá, siêu nụ luôn, riêng cái này về các bác chơi hoa thì đẳng cấp luôn. Đây những cái nụ như này nhá các bác nhá, rất nhiều đây, chi chít luôn, siêu nụ đây, riêng cái cành này đã hai cái như này. Đấy. Đây siêu nụ luôn nhá các bác nhá, nụ rất nhiều luôn, mấy chục cái nụ luôn nhá. 700.000 cho mã B14 nha các bác nhá. Kiều vàng Lai Châu. Ôi giời. Đây, giò kiều vàng cũng siêu nụ nha các bác nhá. Đây các bác nhìn đây. Siêu nụ nhá. Rất nhiều nụ luôn. Mã số 15 450.000. 450.000 các bác nhá. Mã số 15. 450.000. Kiểu vàng siêu nụ, rất nhiều nụ luôn. Đây. Một cái giò kiều vàng nhỏ nhỏ xinh xinh như này cũng, nhưng cũng rất nhiều nụ này các bác này. Đây những cái nụ nhỏ này, đây chi chít này. Đây, nói chung là cũng phải thì, hơn chục cái nụ, chắc chắn phải có hơn chục cái nụ. Kiều vàng mã số 16. 250.000 nha các bác nhá. 250.000 mã số 16 kiều vàng. Em lên cho bác giò u lồi nhá. Đây, hoa u lồi đây các bác, đẹp chưa? Quá đẹp luôn, hoa u lồi bay tít này. Siêu bền. Đấy, hoa của nó thì rất là bền nhá. Đây cần cái cành này nó đang hé nở nhá. Đấy, cái cành này thì nó vẫn đang có nụ đây các bác nhá. Đấy, mầm gốc lên 1 2 3 4 5 6 7 cái mầm gốc. 8 cái mầm gốc đang lên. Mã số 7. Có 250.000 thôi nha các bác nhá. Có 250.000. Hoa đẹp chưa các bác? Đấy, có 250.000. Em lên cho bác cái nhất điểm hồng nhá. Nhất điểm hồng hay nhất điểm hoàng gì đấy các bác nhá. Cái này là hai khúc gỗ, hai khúc nguyên bản nhá. Về các bác chỉ treo chăm tưới bình thường thôi nhá. Đấy. Có giá là 200.000. 200.000 nha các bác nhá. Nguyên bản. Đây, một cái trụ nó to hơn nhưng rẻ hơn đây các bác. Trụ này nó to hơn nhưng rẻ hơn vì cái lý do là em mới ghép. Đấy, em mới ghép nha các bác nhá. Cái này là em mới ghép, chưa hàng này chưa thuần, cái kia là cái nguyên bản nó thuần rồi nhá. Mã số B3 180.000. Đấy, to hơn rẻ hơn nha các bác nhá. Vì cái này là em mới ghép, vì mới ghép này về nếu mà bác nào mà lấy về cứ treo như là chăm tưới bình thường, đợi khi nào mà nó bám rễ xong các bác cho cái túi phân dê lên cái trụ này cho em, buộc lên trên này cho em là cây lên rất ok nhé các bác nhé. 180.000 B3 nhất điểm hồng. Đây em lên cho bác giò ý ngọc siêu nụ đây. Ý ngọc hay còn gọi là long cái trắng họng tím đấy các bác. Nụ chi chít đây nhá.
Đấy, rất nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cành nụ, rất đẹp. Nó lẫn một ít cây hạc vĩ đây nhá các bác nhá. Hạc vĩ này thì nó nở rồi, nó lẫn một khóm hạc vĩ con đây, nó nở rồi, hoa rất tím, rất đẹp này. 150.000 nhá các bác nhá. Bác nào mà lấy ý ngọc thì báo em là 150.000 nhá, em không đánh số đâu nhá. Đấy, chậu đùi gà tròn 5 cái trắng họng đỏ họng ba chậu đây các bác nhá. 1 thân, 2 thân, 3 thân. Có 3 thân thôi nhá các bác nhá. Đấy. 5 cánh trắng họng 3 chầu này có giá là 500.000 nha các bác nhé. 3 thân 500.000. Đây, em lên cho bác chậu quế trắng tháng 8 đây. Quế trắng tháng 8. Cây xếp rất là đẹp luôn nhá. 1 cây 2 3 4 5 cây trồng cũng rất là đẹp. Đấy, quế trắng tháng 8, hàng này hàng giống thôi nha các bác nhá. Đấy. Quế trắng tháng 8, 5 cây 350.000 nha các bác nhá. 350.000 quế trắng tháng 8. Em không đánh số, bác nào mà lấy thì báo em là quế trắng tháng 8 có 5 cây đấy nhá, 350.000. Đấy. Cái quế tiếp nha các bác nhá. 1 2 3 4 5 cây. Cũng 5 cây. Đấy, cũng 5 cây nha các bác nhá. Trồng trên một cái lũa cho chậu này nhìn rất đẹp này các bác này. Các bác mà lấy chậu này về nuôi tốt lên sang năm thì thành chậu nó cũng tương đối đẹp đấy. 280.000. 280.000 nha các bác nhá. 280.000 cho mã A28. Cái này là mã A28 nha các bác nhá. Hả? Đấy, 280.000 mã A28. Đây em lên cho bác định để lại cây này ngắm hoa đi, bán hết sợ không có cái để ngắm hoa. Hai vòi hoa nhá các bác nhé, cáo này, hai vòi hoa này. Đấy. Cáo rất là đẹp này, xếp đứng nhá, cáo chuẩn rừng Lai Châu, mã số 32, 350.000 nhé các bác nhé, 350.000 thôi. Có cây này em để lại, bán bác nào mà không mua thì em cũng để lại em chơi đây. Đấy. Hai vòi hoa, không biết là cái này dòng này không biết nó có phân nhánh không, vì đây này các bác này, đây này, nó có những cái khớp khớp nó báo như này thì em cũng nghi phân nhánh lắm, nhưng mà đấy, bác nào nhanh tay thì lấy 350.000 thôi, có 350.000 các bác nhá, nhanh tay về nó mà phân nhánh cho các bác thì các bác lại được cái giỏ cáo quá đẳng cấp luôn. Em cũng đang để ý là đang để đợi nó xem nó có phải phân nhánh không các bác ạ, nhưng mà thôi, phân nhánh hay không thì cứ bán thôi. Em lên cho bác trụ tam bảo sắc nhá, mã số 25 có giá là 600.000 các bác nhá. Tam bảo sắc mã 25 600.000. Đấy, một cái trụ như này nhá các bác nhá, một cái trụ như này có giá 600.000. Ui giời. Đấy, tam bảo sắc tiếp theo mã số 10 B10 có giá là 550.000. 550.000 tam bảo sắc. Đấy, một cái trụ như này nha các bác nhé, 550.000. Đây, lên cho bác cái trụ siêu to nhá. Đấy, một trụ rất là to, rất là đẹp này. Có đây, cây này đang nụ này các bác này. Đấy, cây này đang nụ này. Nó rất nhiều cây có nụ ấy, cái riêng cái giò này nhá. Trụ tam bảo sắc không số có giá 700.000 nhá các bác nhá. 700.000. Tam bảo sắc không số. Đấy. Em lên cho bác cái giò cửu bảo tiên nhá. Cửu bảo tiên có 2 cây thôi. 2 cây. Cửu bảo tiên thì hoa nó rất là đẹp và rất là thơm nhá các bác nhá. Cửu bảo tiên có giá là 500.000. Dòng này nó rất là đắt các bác ạ. Rất là đắt luôn, có giá 500.000, 2 cây cửu bảo tiên. Tiếp theo em lên cho các bác giò nhạn nhá. Đấy. Giò nhạn cực kỳ đẹp luôn.
Nhạn tháng 4 nha các bác nhá. Nhạn tháng 4 nhá, đang nụ nhá. Đang có nụ đây nhá. Đấy, đang có nụ cái lá đây nhá. Đấy. 1 cây 2 1 2 3 4 5 6 7. 7 cây nhá các bác nhá. 7 cây nhạn tháng 4. Đấy. Có giá 700 nghìn nha các bác nhá. Có giá 700 nghìn nhá. Nhạn tháng 4. 7 cây đang nụ nha, cây to này đang nụ nha các bác nhá. Có một cây to đang nụ. 700 nghìn. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhá. Em xin chào các bác.